Hé lộ 4 chi tiết kinh hải vụ bé 3 tuổi nghi bị găm chính đinh vào đầu, mạng xã hội bàn hoàng. Vụ việc bé Vân An 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh còn chưa nguôi ngoai. Dư luận là dậy sóng vì sự việc em bé 3 tuổi bị găm chính đinh vào đầu, nghi là bị bạo hành. Ông Vương Trung Kiên, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, chia sẻ với báo chí. Chiều ngày 17 tháng 1, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Theo ông Kiên, sau khi chụp ít quang, các bác sĩ giật mình phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ đi cùng, trên đầu có chút sân tấy. Khoảng một tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện đa khoa Sanbon. Bốn chi tiết kinh khủng liên quan đến vụ án được hé lộ đã khiến dân tình vô cùng bàng hoàng, cực kỳ phẫn nộ. Thứ nhất, khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì. Khoảng 3 tháng trước, bệnh nhân từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thứ hai, khoảng một tháng trước, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa. Thứ ba, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đầu tai và được gia đình mua thuốc cho uống hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn ngày ba lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê coi giật. Thứ tư, ông nội em bé đã phát hiện tình trạng nguy kịch của cháu mình và gọi điện cầu cứu Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 vào trưa ngày 17 tháng 1. Theo thông tin tổng đài điều tra được, mẹ em bé và bố đã ly hôn, mẹ em bé hiện đang có bầu và sống với người khác hiện tại em bé đang ở trong tình trạng nguy kịch những thông tin này khiến mạng xã hội dậy sóng vì những tình tiết đáng sợ đặc biệt là vì em bé nhiều lần gặp vấn đề về sức khỏe tình trạng hiện tại của bé cũng khiến nhiều người sốt ruột và lo lắng nhiều kol người nổi tiếng cũng phẫn nộ lên tiếng căm giận những kẻ hành hạ trẻ em bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu không biết khi đó bệnh viện có thông báo cho công an không mẹ em bé đã trả lời thế nào về sự việc này Ôi đọc xong mà cảm thấy vừa sợ vừa căm giận người cứ rung lên vì uất thương con quá. Canh nậu thạch thất là làng mọc, đứa nào bắn đinh vào đầu cháu bé thì không còn là con người nữa. Ông nội em bé đã gọi điện cầu cứu, nhưng tiếc là đã muộn, không hiểu sao cho con đến với thế giới làm gì rồi hành hạ đến chết như vậy. Nếu không muốn con có mặt trên cõi đời thì đừng để có thai. Luật sư Nguyễn Anh Thơm lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi có chính dị vật trong đầu sự việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu bị bạo hành. Liên quan đến sự việc trên trang cá nhân, mới đây luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có bài viết chia sẻ quan điểm của mình dưới góc độ pháp luật. Mới đây vụ việc cháu bé 3 tuổi được phát hiện có chính dị vật trong đầu khiến dư luận dậy sóng. Được biết, nạn nhân tên Đỗ Ngọc A, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 18 tháng 1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân sự việc và đã triệu tập một số người liên quan để xác minh. Cùng ngày, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, vào chiều ngày 17 tháng 1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Theo ông Kiên, sau khi chụp x-quang, nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái. Do tình trạng bệnh nhi chuyển biến nặng và có những dấu hiệu bất thường, nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Sanh Bôn. Theo báo lao động, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, qua khai thác lịch sử bệnh, trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do nhận thấy bé có dấu hiệu bất thường, nên phía bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã báo với cơ quan chức năng. Liên quan đến sự việc trên trang cá nhân, mới đây luật sư Nguyễn Anh Thơm đã chia sẻ quan điểm của mình dưới góc độ pháp luật. Theo luật sư, cháu bé 3 tuổi bị nhiều đinh, dị vật găm vào đầu trong sự đau đớn và tính mạng rất nguy kịch đã gây nên sự xót thương không chỉ ngay người thân trong gia đình mà cả cộng đồng xã hội. Trẻ em là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống và sẽ phải xử lý nghiêm minh nhất. Sát hại trẻ em là tội ác lớn nhất và không có điều gì có thể bao biện cho hành vi tàn ác, không còn tính người này. Theo thông tin bước đầu, xác định cháu bé khi vào viện trong tình trạng hôn mê coi giật, chụp phim sợ não, thấy có khoảng chính vật nghi là đinh bắn. Như vậy có thể thấy cháu bé bị đinh găm vào đầu là do tác động trực tiếp của loại hung khí nguy hiểm gây nên. Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành, nên ngay sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân, cháu bị chấn thương sọ não và cơ chế hình thành các vết thương trên làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Để có căn cứ xác định cháu bé bị bạo hành, cần đợi kết quả điều tra, xác minh sự việc của cơ quan cảnh sát điều tra. Trong trường hợp nếu xác định cháu bé bị chấn thương sọ não là do bị bạo hành thì đối tượng gây nên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm B, n khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra cũng cần xem xét đến trong thời gian trước ngày bị chấn thương sọ não, cháu bé còn bị bạo hành hay không. Nếu không có căn cứ xác định cháu bị bảo hành thì tùy theo mối quan hệ của cháu bé, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội hành hạ người khác hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng theo quy định tại các điều 140-185 Bộ Luật Hình Sự. Hai ca sĩ nhóm ATA tử vong vì tai nạn giao thông đó là hai ca sĩ Chí Ngôn và Gia Khang thuộc nhóm hát ITA đã tử vong khi điều khiển xe gắn máy tông vào đuôi xe tải. Cái chết thương tâm của hai ca sĩ trẻ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vừa qua, Công an xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước cho biết đã có thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến hai người tử vong. Nạn nhân là hai ca sĩ Nguyễn Chí Ngôn, 32 tuổi và Lâm Gia Khang, 26 tuổi. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 ca sĩ Chí Ngôn và Gia Khang điều khiển xe máy lưu thông trên đường hướng từ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình lưu thông đến đoạn đường qua khu phố Phú Thịnh, xã Phú Riêng, huyện Phú Riêng, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ xe máy của hai ca sĩ tông vào phần đuôi của xe tải đang đậu bên lề đường. Do tốc độ lao nhanh nên hai ca sĩ này đã tử vong tại chỗ. Nhóm được thành lập từ năm 2012 được nhiều khán giả biết đến trong đó chỉ ngôn là trưởng nhóm. Cả ba đã biểu diễn rất sôi động những ca khúc nhạc trẻ và cả những bài hát mang âm hưởng dân ca. Tôi rất quý mến nhóm hát trẻ này, họ rất đam mê dốc hơi sức khi biểu diễn trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Hồng Vân xúc động nói. Chí Ngôn là ca sĩ trẻ đi hát đơn ca nhiều năm, anh rồng rủi khắp nơi, biểu diễn tại nhiều sân khấu ca nhạc. Đến năm 2012 thì gặp ca sĩ trẻ Gia Khang và kết hợp thành nhóm hát. Nhiều ca sĩ trẻ biết đến nhóm hát này đã đến chia buồn tại hai đám tang được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Nam ca sĩ Y Nhan Tuyên qua đời ở tuổi 42 vì Covid-19. Nam ca sĩ người dân tộc Bana đã được chuyển nhập viện chợ rẫy và qua đời vào sáng ngày 20 sau 2 tuần điều trị. Trao đổi với Việt Nam Net, ca sĩ Hà Quý, bạn thân của Y Giang Tuyên xác nhận, nam ca sĩ đã qua đời vào lúc 8 giờ 17 phút anh được chị Tạ Thị Hằng bà xã của Y Dân Tuyên báo tin. Hiện tại gia đình đã liên hệ với đơn vị dịch vụ hoàn tất các thủ tục hậu sự. Y Giang Tuyên được chuyển nhập viện chợ đẩy trong tình trạng rất nặng và đặc emo. Nam ca sĩ phải thở máy tối đa và bị rối loạn đông máu. Ban đầu khi mới mắc bệnh, anh được đưa đi cách ly tại trường tiểu học gần nhà. Hai tuần đầu sức khỏe nam ca sĩ vẫn ổn định dù hơi thở khó. Y Giang Tuyên còn có thể nhắn tin và trò chuyện cùng mọi người. Sau đó Y Giang Tuyên được điều trị tại bệnh viện giả chiến số 13 và được bác sĩ đặt emo. Khi sức khỏe chuyển biến xấu, anh có bệnh nền cao huyết áp. Khi mới mắc bệnh, nam ca sĩ từng xem việc nhập viện là chuyến công tác đặc biệt, trở An bố mẹ sẽ sớm trở về. Còn những bạn bè đã biết anh mắc bệnh đều bình luận động viên anh sẽ điều trị tốt và sớm khỏe mạnh trở lại. Khi nam ca sĩ dương tính với NCOV, vợ anh và hai con cũng có kết quả tương tự. Cả hai được cách ly tại một trường tiểu học quận 12. Sau 2 tuần vợ nam ca sĩ và hai con về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Trước khi dương tính với Covid-19, nam ca sĩ còn hào hứng tổ chức sinh nhật thông qua hình thức live stream. Y Giang Tuyên hát tặng mọi người trong 3 giờ liền và động viên mọi người hãy lạc quan, hãy yêu thương nhau, cùng nắm tay vượt nhau qua dịch bệnh. Y Giang Tuyên sinh năm 1979, anh từng đoạt được các thành tích bao gồm giải ba sao mai 2001, giải ba tiếng hát truyền hình 2003, Hiện tại anh đang là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ với chất giọng đậm chất Tây Nguyên từng ghi lại dấu ấn âm nhạc qua nhiều ca khúc như Nỗi nhớ Cao Nguyên, Chúng tôi lính Hải quân, Hoang ca mùa xuân trong suốt 20 năm ca hát.